Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Năm nay dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song hầu hết doanh nghiệp đều phải cố gắng xoay sở, bảo đảm thưởng Tết cho người lao động. Dệt may là một trong những nhóm ngành chịu ảnh hưởng nặng do dịch COVID-19. Hàng chục nghìn lao động trong ngành bị mất việc, giảm giờ làm. Nhiều doanh nghiệp may mặc phải mở rộng thị trường để tìm kiếm khách hàng. Trong bối cảnh đó, nhiều công ty đã cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, giảm chi phí để có nguồn phúc lợi chăm lo cho người lao động. Trong những tháng Covid vừa qua, thì lao động cũng chia sẻ với mình cũng rất là nhiệt tình rồi. Cũng có tinh thần họ cũng rất là đáng ghi nhận. Thì mọi năm như thế nào thì năm nay cũng bên doanh nghiệp cũng sẽ cố gắng như vậy, chỉ cái việc đó. Sẽ vẫn thưởng cuối năm là một tháng lương. Dự kiến mức thưởng Tết năm nay sẽ thấp hơn mọi năm. Theo báo cáo nhanh của 325 doanh nghiệp được khảo sát, đối với thưởng Tết âm lịch năm 2021, mức bình quân là 3,8 triệu đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng một người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng một người. Chúng tôi thì cũng trao đổi với các doanh nghiệp. Nắm bắt thì nhìn chung các doanh nghiệp đang hoạt động thì vẫn luôn luôn xác định rằng là phải bảo đảm cái thu nhập Tết, phúc lợi Tết cho mọi người lao động để họ có được một cái cuộc sống trong những ngày Tết vui tươi. Về phía hiệp hội thì chúng tôi đang đẩy mạnh các chương trình chăm lo Tết cho công nhân, cho những người khó khăn. Thì chúng tôi sẽ năm nay thì chúng tôi sẽ đưa các cái chương trình chăm sóc đến công nhân trực tiếp của các doanh nghiệp. Vận động doanh nghiệp chi trả các khoản thưởng để người lao động có cái Tết ấm no cũng là vấn đề được nhiều hiệp hội doanh nghiệp quan tâm. Đây chính là cách để doanh nghiệp giữ chân người lao động, khuyến khích người lao động gắn bó với mình, bảo đảm hoạt động sản xuất được phục hồi và duy trì trong bối cảnh kinh tế khó khăn.